Hai mình đã trở lại, nãy giờ tổng động viên coi coi vết thương có bị gì không, chỉ là chày suốt nãy thôi, ăn uống khỏe. Tôi sẽ ngồi chờ xem bao lâu thì cái này nó sẽ ăn xong nha. Tạm chờ thôi các bạn. Cái môn phố có thể ăn mọi thứ nha các bạn, từ chuột đến lưu điêu, dế, rắn, cá, không gì mà chết gì nghe, con vô chỗ ăn là được. Đấy, cái này là gắn bông súng nha, cho nuôi cả bầy nó bị yếu nên nó chết một bé mình mới chăn các bạn, đừng suy nghĩ nhiều quá nha. Nãy lúc nó ăn nó hơi bị chạy miệng xíu, mình từ từ cũng là ăn quá nó lúc vô.
Hey, xin chào, mình đã trở lại. Nãy giờ đi một vòng luôn, nó vẫn chưa ăn xong. Mình phải mang ra ngoài thôi. Nếu chạy hoài biết khi nào bé này mới ăn xong. Nó vẫn đang từ từ nuốt. Tốc độ hơi chậm thôi đó mà. Sao ăn biết cái con này thấy gớm quá. Vẫn đang tiếp tục nuốt nha các bạn. Cắn mới chết nên chàng không sao nha các bạn. Từ từ bé ăn cũng hết thôi. Ok, xin chào. Hẹn gặp lại các bạn trong clip sau nhé. Bye bye.